Đây được coi là người khó cứu nhất Hollywood, từ phim Giải cứu binh nhì Gian đến người về từ sao Hỏa, đã 8 lần anh cần được giải cứu. Theo thống kê, chi phí để cứu được anh đã lên đến 100 tỷ USD. Vâng, đúng như vậy, anh ta đã sống một mình hơn 2 năm trên sao Hỏa, mà tất cả chỉ dựa vào đống phân này. Có thể nói trên sao Hỏa tấc phân tấc vàng là hoàn toàn chính xác. Câu chuyện thế nào thì cùng vua phim theo dõi bộ phim hay này nhé. Cảnh phim bắt đầu với đoàn thám hiểm sao Hỏa của Mỹ. Họ vừa mới dựng xong căn cứ để nghiên cứu ở đây, thì đột nhiên trung tâm phát tín hiệu có cơn bão sắp đến. Cơn bão di chuyển với tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Mark đề nghị mọi người ở trong căn cứ cố thủ, còn đội trưởng ra lệnh cho mọi người lên phi thuyền rút đi thì an toàn hơn. Nhưng mọi người vừa mặc xong bộ áo vào thì cơn bão đã đến. Cả đoàn liều mình băng qua cơn bão cát đến phi thuyền. Gió càng ngày càng mạnh, Mark không may bị đồ vật bay trúng người văng đi xa. Hơn nữa tín hiệu báo về bộ đồ của Mark đã vỡ. Anh ta chỉ sống không quá một phút ở đây. Nỗ lực cứu Mark có thể giết chết cả đoàn. Nếu chậm trễ thì phi thuyền sẽ bị cơn bão quật ngã. Đội trưởng đau lòng ra lệnh mọi người rời đi bỏ Mark ở lại. Phi thuyền cứ thế phóng lên trong sự đau buồn của cả nhóm. NASA cũng báo tin buồn về việc Mark đã hy sinh và thông báo phi hành đoàn sẽ về trái đất sau 1 năm nữa. Nhưng sự thật, Mark vẫn sống sót một cách thần kỳ. Lỗ thủng trên bộ đồ quá nhỏ nên vẫn đủ oxy cho anh thở. Mark cố gắng lê lết về đến căn cứ, đau đớn rút thanh anten ra. Việc đầu tiên, Mark lấy mẩu thép ra khỏi bụng, rồi dùng ghim giấy bắn lại vết thương cầm máu. Giờ đây Mark phải chấp nhận chỉ còn một mình ở trên sao Hỏa. Anten liên lạc về trái đất đã hỏng, Mark chỉ có thể tự quay lại video để động viên mình. Căn cứ này chỉ được thiết kế đủ dùng cho 31 ngày nữa, bao gồm cả oxy, nước và thức ăn. Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng đủ giết chết một người có tinh thần yếu rồi. Nhưng khi nhìn qua những đồ vật của đồng đội để lại, Mark đột nhiên ý thức rằng anh sẽ không chết ở đây. Hôm nay là ngày thứ 21, Mark bắt đầu tính toán lại toàn bộ lượng thức ăn. Thức ăn cho cả phi hành đoàn đủ dùng cho Mark khoảng 400 ngày. Nếu muốn sống lâu hơn thì bắt buộc Mark phải trồng trọt. Ngay lập tức Mark đến nhà vệ sinh lấy hết các túi phân về, lắp lại các tấm pin năng lượng mặt trời để lấy năng lượng. Anh trưng dụng luôn một căn cứ để làm khu vực trồng trọt, ra ngoài lấy đất sao Hỏa rồi trở vào trong. Ngày thứ 31, Mark đã đổ đầy được đất vào căn phòng, bóc hết cứt của mọi người trong túi ra rồi trộn với nước. Như vậy là đã có thể trồng cây rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất của cây trồng là cần có nước. Mark đau đầu không biết kiếm nước ở đâu. Dựa vào kiến thức học hóa lớp 12, Mark biết rằng đốt khí hydro với oxy sẽ hạo ra nước. Lý thuyết là thế nhưng đến khi thực hành, cũng may là Mark mới là một lượng nhỏ, bởi Mark chưa tính tới lượng oxy dư thừa khi anh thở ra. Lần hai rút kinh nguyệt, Mark mặc đồ bảo hộ vào. Quả nhiên công thức hóa học 12 năm giờ đã có tác dụng. Sáng hôm sau nước đã tràn ngập thấm đẫm mặt đất rồi. Rất nhanh mọi việc thuận lợi đến ngày 54, mầm khoai tây đã nhú lên trên mặt sao Hỏa, vấn đề lương thực đã được giải quyết. Nhưng quan trọng bây giờ làm sao liên lạc được về địa cầu. Cùng lúc này, dưới trái đất không biết vẫn tổ chức đám tang cho anh, nhưng nhân viên trực trạm tại NASA đã phát hiện ra bất thường. Căn cứ bỏ rơi trên sao Hỏa rõ ràng vẫn có ai đó thay đổi. Ngay lập tức NASA hiểu ra Mark vẫn còn sống, nhưng bay tới sao Hỏa sẽ mất 8 tháng. Họ tin rằng Mark sẽ chết đói trước khi chờ họ quay lại được, mà thực tế Mark trên này đang sống rất ngon. Vấn đề bây giờ làm sao để liên lạc về báo cho trái đất. Theo tính toán, Mark sẽ di chuyển 3.200 km để đến được địa điểm hạ cánh của sứ mệnh sao Hỏa tiếp theo. Với chiếc xe điện trên sao Hỏa, Mark sẽ phải mất tới 50 ngày di chuyển mới đến được đó. Ngay lập tức Mark thử di chuyển. Ban đêm ở sao Hỏa cực lạnh, nhưng bật máy sưởi sẽ làm tiêu tốn pin. Thế là Mark nghĩ ra cách sưởi ấm, đó là dùng máy phát nhiệt đồng vị phóng xạ uranium. Chỉ có điều nó mà vỡ ra thì ngay lập tức anh sẽ chết vì phóng xạ. NASA ở nhà cũng đoán ra Mark đã cố gắng đến địa điểm sứ mệnh số 4. Họ quyết định sẽ phóng tàu lên để giải cứu Mark. Giám đốc lập tức ra lệnh cho Dr. Wong chế tạo tên lửa cấp tốc. Phía Mark hôm nay này thứ 79 đã đến lúc thu hoạch khoai tây. Củ to thì ăn, củ nhỏ thì trồng lại. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu anh không liên lạc được với NASA. Bất chợt anh biết được một vệ tinh không người lái rơi gần đó. Nó vốn là một vệ tinh được phóng lên từ năm 1997. Thế là Mark đánh xe ra cầu nó về sửa chữa. NASA nhìn bản đồ cũng biết được ý định của Mark, lập tức cũng lấy ra một phiên bản vệ tinh giống hệt ở nhà. Nhờ vậy mà hai vệ tinh cùng tần số đã phối giống được với nhau. Mark biết điều này thì vui vãi đái. Nhưng đây là chiếc vệ tinh cổ từ thời anh còn cởi chuồng, nên chỉ có thể dùng hướng quay của camera để giao tiếp. Vậy làm sao giao tiếp bằng góc quay của máy ảnh? Dựa vào hệ cơ số 16, rồi tra vào bảng mã ASI2. Ngay lập tức dưới trái đất cũng hiểu ra và làm tương tự. Giờ đây hai bên chỉ dựa vào góc quay của camera. Mark đã tra ra được câu đầu tiên, bạn vẫn khỏe chứ. Từ đó họ hướng dẫn Mark sửa lại lập trình chiếc xe. Nhờ vậy mà hai bên có thể nhắn tin trực tiếp. Phía khác, phi thuyền của nhóm thám hiểm đã rời sao Hỏa được 120 ngày. Lúc này phía NASA mới báo cho họ biết Mark còn sống. Và 700 ngày nữa khi tàu cứu hộ sẽ đến sao Hỏa. Phía Mark trên sao Hỏa lúc này đã sắp được thu hoạch vụ khoai tây thứ hai. Nhìn thành quả, anh nghĩ mọi chuyện sẽ thuận gió xuôi bướm. Lúc này điều khó khăn nhất đã xảy ra. Một vết rách bất ngờ đã khiến áp suất giảm đột ngột, gây ra vụ nổ tung căn cứ trồng khoai tây. Bộ đồ của Mark cũng bị vỡ, mức oxy giảm nhanh chóng về gần bằng không. Anh vội vàng dùng băng dính dán tạm lỗ thủng lại.
nhìn căn phòng trồng khoai tây bây giờ đã bị đóng băng, đám khoai tây cũng chết sạch, nguồn lương thực sẽ không đủ chờ 700 ngày nữa thì làm sao đây? Mark tức giận đập phá trong vô vọng, NASA cũng biết là Mark chỉ còn sống giỏi lắm được 400 ngày nữa là cùng. Đồng đội thấy vậy cũng động viên anh ấy, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực Mark vẫn nở nụ cười. Ngã chỗ nào ta nằm im tại chỗ đó, Mark không tuyệt vọng dùng băng dính sửa lại căn phòng, rồi dùng máy tạo khí bơm đầy không khí để trồng vụ khác. Nhưng thời tiết ở trên này rất là bất ổn, Mark phải tính toán kỹ từng củ khoai tây. Trường hợp xấu nhất có thể mỗi ngày anh chỉ được ăn 1/3 củ. Mọi khẩu phần trước đây đã chia 3 giờ lại chia 3 một lần nữa, mà dưới trung tâm NASA phi thuyền giải cứu vẫn chưa chuẩn bị xong. Họ chỉ đành phóng một cabin chứa đầy thức ăn lên để tiếp tế. Khốn nạn thay tên lửa bay một đoạn đã gặp sự cố nổ tung, coi như 1 tỷ đô đã bỏ sông bỏ bể. Hôm nay đã là ngày 186, Mark biết tin đồ tiếp tế hỏng vô cùng tuyệt vọng, anh đã nghĩ tới cảnh phải bỏ mạng nơi đây. Đúng lúc này cục hàng không tàu khựa vào cuộc, họ quyết định cho NASA mượn tên lửa của mình. Phía khác sinh viên khoa học John An có một phát hiện quan trọng, cậu có cách để rút ngắn thời gian bay tới sao hỏa 3 tháng. Đó là dùng chính phi thuyền Hermes đang bay về, tăng tốc và bay vòng qua trái đất, giống như một con quay với lực ly tâm. Như vậy sẽ tăng tốc độ lên gấp 2 lần, nhưng nhóm thám hiểm sao hỏa sẽ phải bay thêm hơn 500 ngày nữa. Đó là một ván cược 6 mạng để cứu một mạng, mà chỉ một sai sót nhỏ cả đội sẽ chết ngay. Nghe đến đây Michael lập tức đăng ký, rồi đồng loạt các thành viên khác hào hứng quyết định đi cứu Mark. Ngay lập tức mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Tên lửa của tàu khựa mang đồ tiếp tế phóng lên, thành công kết nối với phi thuyền Hermes. Ngay sau đó cả phi hành đoàn phóng thẳng tới sao hỏa. Ngày thứ 461, Mark khi này đã gầy rơ xương. Việc của Mark bây giờ là gói ghém tất cả đồ đạc, cho lên xe để di chuyển tới địa điểm giải cứu. Đó là nơi có đầu phóng để anh bay lên ghép nối với phi thuyền. Sáng sớm anh tranh thủ di chuyển, buổi trưa tranh thủ nghỉ để sạc lại pin cho xe. Cứ như vậy cho tới ngày 494, Mark đã đi được hàng vạn km trên sao hỏa. Ngày thứ 538 Mark đã tới được địa điểm giải cứu, nơi chứa đầu phóng để anh bay lên khí quyển. Nhưng phía NASA phát hiện ra một vấn đề, đầu phóng của Mark sẽ quá nặng, để có thể bay vào khí quyển thực hiện ghép nối với phi thuyền. Dr. Wong đề nghị tháo hết mũi tàu và cửa sổ, chỉ dùng một tấm bạt để che mũi tên lửa mà bay lên. Nghe thật bực cười nhưng Mark đâu còn cách nào khác, cứ như vậy tên lửa được tháo tất cả mọi thứ vất đi, và dùng một miếng bạt để làm mũi cho đầu phóng này. Ngày 560 phi thuyền Hermes đã tiếp cận gần sao hỏa. Mark cũng thực hiện bữa ăn cuối cùng, tạm biệt chiếc Santa Fe huyền thoại đã đi gần nửa vòng sao hỏa, trở vào phi thuyền tút tát lại nhan sắc, nếu có chết cũng phải là một con ma đẹp trai. Phía bên dưới trái đất hàng triệu người hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu, Mark mặc lên bộ đồ bảo hộ hồi hộp chờ đợi, nói thật là anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tàu của đồng đội anh sắp đến độ cao báo trước, tàu của Mark cũng đã phóng lên thuận lợi, nhưng chẳng mấy chốc tấm bạt không chịu nổi bay mất, lực phóng cực mạnh làm gãy xương sườn của anh, mà tốc độ của nó vẫn không ngừng tăng lên nữa. Gia tốc quá lớn khiến Mark ngất lịm, lúc này nhân viên NASA vô cùng lo lắng, nhưng họ không thể giúp được gì, bởi vì khoảng cách quá xa. Mọi thứ diễn ra đều là 12 phút trước so với trái đất, mà cả quá trình giải cứu mới có 12 phút mà thôi. Hai bên đã đến được độ cao ước tính, nhưng tốc độ lúc này lại cao đến 42 m/s. Tốc độ này không thể nào thực hiện kết nối được. Đội trưởng ngay lập tức nghĩ ra một cách, cô quyết định phá bỏ một khoang của phi thuyền, lợi dụng lực phát nổ để giảm tốc độ. Với lực công phá cực mạnh, phi thuyền thành công giảm tốc xuống còn 12 m/s. Đội trưởng phóng ra ngoài không gian hy vọng sẽ tóm Mark, nhưng độ dài của sợi dây có hạn không tới được, giữa họ vẫn còn một đoạn khá xa. Lúc này Mark tỉnh lại đã đưa ra một quyết định kinh ngạc, anh chọc thủng một bên găng tay trong bộ đồ bảo hộ ra, lực dụng khí thoát ra làm lực đẩy, giống như Iron Man bay đến phía đội trưởng. Mark đã khắc phục hàng vạn khó khăn, nhưng kết quả là... May là Mark vẫn tóm được sợi dây của đội trưởng, hai người cố gắng hết sức ôm chầm lấy nhau, giây phút này chỉ có thể nói một từ là sướng. 600 ngày khổ tận cam lai cuối cùng cũng đã về bờ, những con người đu đỉnh đồng loạt reo hò mừng rỡ. Bộ phim này thích hợp cho các bạn trẻ, bởi vì nó dạy bạn bất kể trong tình huống tuyệt vọng nào, sẽ luôn còn cơ hội, chỉ cần ý chí của mình chưa gục ngã, dưới sức người sao hỏa cũng trồng được khoai tây. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!